cái cưa làm bị thương. Nó tức giận quay lại và cắn vào cái cưa. Tuy nhiên, cái cưa không hề đau đớn. Thay vào đó, con rắn lại đau miệng. Điều này khiến con rắn càng tức giận hơn và lao tới với đôi mắt đỏ hoe. Nó cuộn thật chặt quanh chiếc cưa và cố cuốn cho đến chết. Cuối cùng, nó đã cố gắng hết sức nhưng thất bại. Thay vào đó, chính nó bị cưa chết. Ngay cả khi chết, rắn cũng không bao giờ hiểu ra không phải chiếc cưa đã giết chết mình, mà là những cảm xúc mất kiểm soát đã giết nó. Kẻ thù nguy hiểm nhất trong cuộc đời không phải là cái gọi là kẻ thù trong mắt bạn, đó là khi bản thân bị mất kiểm soát. Nên nhớ rằng, nóng giận là bản năng, tĩnh lặng mới là bản lĩnh.